Bà đây, 1, 2, 3, 3 bà, 4 bà lên đây. 4 bà lên đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Rồi mời 4 bà lên đây. Rồi con được, bà được ơn gì? Bà được ơn gì? Bà nói luôn cho mọi người nghe. Thưa cha, con là anh Nguyễn Thị Thắm, con 72 tuổi. Con được đi phát hiện bị ung thư tử cung giai đoạn là rớt ba rồi, xấu rồi. Nhưng mà trong thời gian con chờ đợi để giải phẫu ở bệnh viện Từ Dũ thì các con đưa con tới giáo điểm Tin Mừng nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì khi con tới giờ mổ, trước khi con mổ nhờ cha xứ có sức dầu, rồi con mổ xong cho xuất viện, họ chuyển con lên ung bướu. Nhưng khi đó đã hết ác tính rồi, không còn thấy tế bào ác tính xâm nhập nữa, thì bác sĩ chúc mừng cho con là con đã hết bệnh. Và con đi xét nghiệm đã 3 lần, mỗi lần 3 tháng, như vậy là được 1 năm rồi. Con đã đến đây mấy lần tạ ơn rồi, nhưng mà con chưa được hân hạnh làm chứng. Thì hôm nay con được hân hạnh lên làm chứng để cho mọi người biết rằng quyền năng của Chúa không bao giờ bó tay trước bệnh tật nào cả. Hallelujah! Chúng ta cao cái quả lên. Hallelujah! Vậy là một người 72 tuổi và đã được Chúa chữa lành cho cái bệnh ung thư tử cung. Đây gửi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Bà ở đâu? Dạ, con ở giáo xứ Xuân Kitô, giáo phận Xuân Lộc. Vâng, đây là bà 74 tuổi, ung thư tử cung, giáo phận Xuân Lộc, được Chúa chữa lành. Một lời chứng thứ nhất, mời bà về chỗ. Rồi lời chứng thứ